quay đứng sang bên kia em ạ, để chạy bên kia bên này. Đây đây đây. Để không chạy. Con nét chết. Phá quân này. Hết hết pin rồi em ơi. Quay bấm đi em. Anh đưa bắt liền. Đang bắt cho. Đứng tầm môi cho em em quay. Nào xong cái chân nhìn ghê đó. Bạn này. Bạn này Tuấn. Chịu bạn Thành. Anh Hiệp ơi, anh Hiệp. Anh Hiệp ơi, đứng đứng người xuống em quay. Đứng cao lên. Cho lắng lắng này vậy. Đã dễ quạo không? Không dễ quạo. Đá nó hai bên nhiều mà. Chết rồi. Tốt chết rồi. Quay thì bắt được hết cảnh người xem nó sướng. Đã 4 tiếng rồi. Đó là bị gì? Hay mỗi người 5 phút nhá. Mỗi người 5 phút không nhìn lóa nhiều kiểu vẻ ốm. Mỗi người 5 phút quay. Vào không? Chưa vào. Hay phải hơn. Đừng vào, em nhìn cái này em đã bắt đầu hơi đỏ lóa mắt rồi, đỏ lắng nữa, nhìn màn hình nhiều này nắng rồi, nóng quá luôn, mận hôm gió cái lạ này hôm rét đau cho mũi. Em cho một người ở bên đây lấy bóng đi, lát ở bên lấy chia nhau ra lấy. Khả năng mình đứng giữa sân thì dễ quay. Thế rồi. Đấy, trẻ con anh em đá va chạm đấy nhẹ nhá. Bóng vào trong mình chưa.
5 phút anh Tuấn vào quay ở đâu? Quay ông nào vào quay tí. Long ơi, vào quay đâu tí này Long ơi. Đấy, mùa hôm nay đứng chứ con xoay máy rồi. Không nhìn kiểu nhìn theo màn hình nhiều nó bị lóa mắt anh ạ. Không kiểu bắt hết cảnh cho anh em về anh em xem nó xuống. Ui. Ngoài lòng hắn. Quay 5 phút đi không? Quay bắt theo cái nhìn trên màn hình. Rồi. Đau nhỏ mới đau. Anh nhập rồi lại. Anh nhập rồi. Anh đứng thẳng xuống dưới. Rồi bị che mất. Sao đã bảo máy quay rồi. Số trống xem này. Hay. Bình tĩnh quá. Dùng thẳng mặt. Chào cái anh. Anh Hiền ơi, chào cái anh Hiền ơi. Là lùng nha. Lùng kiểu kiểu vừa làm chiến công. Trời nắng này kìa. Anh, giờ anh phạt tôi một C đi. Quên nhà đang ghi hình. Này, xuống đây nó mới nhìn được hết mặt sân. Tốt quá.
đang sang bên kia quay mà bên kia thì nó ngược.